Max có sức mạnh bá đạo như thế nào trong bộ truyện Max Lee, chắc các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Vậy còn hội bạn tay to mặt lớn của cậu có sức mạnh như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Lance Crow. Lance có lẽ chính là người xuất thân cao quý nhất trong hội bạn thân của Max, khi mà anh là con trai của một gia đình có xuất thân từ hoàng tộc. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao Lance lại có xuất thân là hoàng tộc thì đó chính là nhờ vào sức mạnh phép thuật trọng lực của cậu. Là một người sở hữu hai vạch phép thuật, Lance rất rõ ràng là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ và tinh hoa trong hàng trăm người. Bởi lẽ pháp sư hai vạch là rất hiếm có và nó chỉ xuất hiện ở một trong hàng trăm ngàn người mà thôi. Vậy nhưng Lance không dựa hoàn toàn vào việc này mà bỏ bê việc học hành và luyện tập. Cậu ta cũng đã phải khổ luyện để có thể trở nên mạnh mẽ với mong ước cứu được em gái Anna của mình. Chính vì thế mà dù cũng là một pháp sư hai vạch, thế nhưng Lance lại có sức mạnh to lớn hơn rất nhiều, và đó cũng chính là lý do mà cậu là người có điểm số cao nhất trong kỳ thi đầu vào. Sức mạnh phép thuật của Lance như mình đã nói là có thể thao túng được trọng lực, mà cụ thể hơn đó là Lance có thể gia tăng trọng lực tại một điểm bất kỳ mà cậu muốn, chỉ bằng một thao tác rất đơn giản, đó là niệm chú, rồi sau đó chỉ đũa phép vào nơi mà Lance muốn gia tăng trọng lực, như vậy là được. Thế nhưng nếu chỉ làm được như thế thì có lẽ Lance đã không thể cùng với Max và những người bạn chiến đấu với Innocent Zero rồi. Phải nói rằng lực hấp dẫn được Lance kiểm soát một cách cực kỳ chính xác và trong phạm vi tối thiểu để có thể tấn công được đối thủ. Chính vì vậy mà trong các trận đấu, Lance luôn tính toán để làm thế nào mà hao tổn ít ma lực nhất có thể, vì phép thuật trọng lực đòi hỏi rất nhiều ma lực để thi triển. Nhưng việc gia tăng trọng lực chỉ mới là phép thuật cơ bản của Lance mà thôi. Ma thuật trọng lực cấp 2 của Lance có sức mạnh còn lớn hơn bình thường rất nhiều. Cụ thể là trong trận đấu với Worth của hội Magia Lupis, khi đối thủ triệu hồi một con ma thú khổng lồ thì Lance đã dùng đến ma thuật cấp 2 của mình để có thể xử lý được con quái vật này. Khi kích hoạt ma thuật trọng lực cấp 2 thì sẽ có những khối trụ quấn xích xuất hiện và bao vây lấy mục tiêu. Mỗi khối trụ đều có một trọng lực riêng hướng vào nhau, và một khi đã rời vào vùng trọng lực thì ngay lập tức đối thủ sẽ bị xé toạc bởi lực hút về bốn phía của những khối trụ. Và có thể nói đây là một trong những phép thuật mạnh nhất của Lance trước khi cậu được huấn luyện bởi thánh nhân Arthur cùng với Dot. Sau khi trải qua kỳ huấn luyện 30 ngày gian khó thì sức mạnh của Lance đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, và trong trận đấu với con người thứ ba của Innocent Zero, Lance đã sử dụng đến ma thuật cấp 3, hay còn gọi là ma thuật khởi nguyên, mà chỉ có những người sở hữu ba vạch phép mới có thể làm được. Và lúc này đây chúng ta mới được biết rằng Lance là người có ba vạch phép thuật, và ở thế giới của bộ truyện thì những pháp sư có ba vạch sẽ được gọi là kẻ được chọn bởi chúa. Ban đầu Lance đã kích hoạt không thành công phép thuật cực mạnh này, thế nhưng sau khi bị Epidem xúc phạm em gái của Lance, cộng thêm cậu ta đã được Dot tặng cho cú đấm, thì Lance đã lấy lại tinh thần và thành công kích hoạt phép thuật khởi nguyên ở cháp 122. Cây đũa của Lance hóa thành một cây trượng với hai đầu nhọn cùng với một vòng phép xoay quanh ở phần ngọn, nhìn khá là giống với một cây dù. Cùng với đó, Lance triệu hồi vị thần phép thuật của mình, đó chính là vị thần ngàn sao Nemesis. Sức mạnh của vị thần này đã khiến cho Epidem phải khiếp sợ khi mà đòn tấn công phép thuật của hắn đã bị hút bởi một hố đen. Và không chỉ tạo ra hố đen hút được mọi thứ, mà vị thần Lance còn có thể tạo ra hố đen giải phóng mọi thứ và thậm chí là nhận bản nó lên. Ngoài ra thì Lance cũng có thể thi triển được những phép thuật như dịch chuyển tức thời, hay biến một đồ vật thành một món đồ khác, hoặc làm lơ lửng chúng. Một điều mà chúng ta có thể cũng ít chú ý đến đó chính là sức chịu đựng của Lance cũng rất lớn, khi cậu có thể chiến đấu rất bền bỉ bất chấp cơ thể đang bị thương nặng. Dot Barrett. Anh chàng to mồm Dot có lẽ là một trong những nhân vật phụ điển hình trong các bộ truyện hài hước, khi mà thường thì đây sẽ là nhân vật gây hài để chọc cười mọi người. Nhưng với Dot thì không chỉ dừng lại ở đó, mà cậu cũng là một người mang sức mạnh rất đặc biệt, chẳng kém cạnh gì Lance cả. Sức mạnh phép thuật của Dot là tạo ra những quả cầu, sau đó phóng chúng về phía của đối thủ, rồi cho nó phát nổ. Ngoài ra, Dot còn có thể tạo ra một vòng tròn phép thuật đặc biệt, sau đó kích nổ chúng cho một khoảng thời gian nhất định. Hoặc nếu như kẻ đứng trong vòng tròn di chuyển thì nó cũng sẽ tự động kích nổ. Điều này khiến cho dân chơi mồm to này trở thành một trong những kẻ nguy hiểm nhất của bộ truyện, vì Dot có thể ôm bom rồi lao vào đối thủ để cả hai cùng ra đi. Điều đó đã được Dot thể hiện tại trận đấu với Levis và Galuf tại kỳ thi Thánh Nhân. Thế nhưng Dot lại đủ thông minh để khiến vụ nổ đục thủng bụng của Galuf, trong khi đó cậu ta cũng không chịu quá nhiều sát thương. Nhìn chung thì phép thuật của Dot cũng có phần rất đơn giản và không có quá nhiều điều để nói, nếu như không có thứ mà mình sắp nói đến sau đây, đó chính là vạch phép thánh giá trên trán của Dot. Nó xuất hiện trong lần đầu của Dot với hội Magia Lupis khi cậu ta đấu với Love và Fang Fang. Theo như truyền thuyết,
thì những đứa trẻ sinh ra với vạch thập tự trên trán thì sẽ sở hữu một sức mạnh rất lớn, và một khi cảm xúc của chúng đạt tới cực hạn thì sẽ có một nguồn sức mạnh khổng lồ được giải phóng. Lúc này thì chúng sẽ được gọi là chiến quỷ Irareus. Đó chính là đứa trẻ hiếm có sở hữu dấu thập tự này, và một khi cậu dùng đến nó thì hầu hết các đối thủ đều phải ngạc nhiên trước sự gia tăng sức mạnh khủng khiếp của Dot. Cũng trong trận đấu này tại Epidem, ở chap 123, Dot đã sử dụng đến sức mạnh của dấu thập tự này sau khi chứng kiến Lance hy sinh đỡ đòn cho mình. Thế nhưng sau một tháng luyện tập cùng với Lance thì sức mạnh của cậu cũng đã gia tăng lên rất nhiều, và khi hóa thành chiến quỷ, sức mạnh phép thuật do Dot giải phóng đã khiến cho tòa thành của Innocent Zero rung chuyển. Ngay sau khi dấu thập tự sáng lên thì tất cả vết thương của Dot đều biến mất, và sức mạnh phép thuật lẫn sức mạnh thể chất đều được cường hóa một cách khủng khiếp. Dot cũng có thể giải phóng đũa phép của bản thân trở về hình dạng thật là hai cây thánh giá khổng lồ và có thể bắn năng lượng do hai khẩu súng. Và khi Epidem gia tăng súng của mình để tấn công về phía Dot thì cậu cũng tạo ra số lượng súng tương đương để nã về hướng đối thủ, khiến cho ông ta không thể hiểu nổi tại sao Dot lại có thể làm như thế. Sau đó thì cậu đã đánh bại được Epidem bằng chính sức mạnh áp đảo của mình. Cũng giống như Lance, khi mà Dot có một sức chịu đựng cực kỳ khủng, thậm chí là còn khủng hơn cả người bạn của mình, khi mà rất nhiều lần Dot bị thương rất nặng, nhưng cậu vẫn có thể chiến đấu. Thậm chí là khi cậu ta đã không còn sức lực để đấu nữa, thì Dot sẽ làm bình luận viên cho trận đấu của mình. Và một điều khá là thú vị mà có thể các bạn không biết đó chính là Dot là một học sinh xuất sắc đấy nhé. Max đã từng nghĩ rằng Dot cũng là một kẻ học dốt như mình, thế nhưng tất cả đều đã ngược lại hoàn toàn. Dot tuy mồm to và đôi lúc có hơi ngáo, nhưng cậu lại là một con ong chăm chỉ trong chuyện học hành và là một học sinh đứng top đấy. Finn Ames. Nếu như hai chiến thần mà mình vừa nêu ở trên thật sự là quá bá đạo, thì anh bạn chết nhát Finn cũng không chịu kém cạnh. Mặc dù phải chờ cho tới khi anh trai của mình bị thương nặng thì sức mạnh thực sự của Finn mới được bộc lộ. Ban đầu, phép thuật của Finn chỉ dừng lại ở những phép thuật cơ bản của một pháp sư mà thôi, và phép thuật cá nhân của Finn là có thể hoán đổi vị trí của mình với các đồ vật khác nhau. Ngoài ra thì cậu cũng có thể sử dụng một chút phép thuật chữa trị sau khi được luyện tập với thánh nhân Kado. Thế nhưng mọi thứ cũng không có gì quá nổi bật. Mặc dù Kado nói rằng tiềm năng phép thuật của Finn không khác gì người anh trai thiên tài của mình là Ren. Chỉ đến khi cùng với anh trai chống lại Daily Sutter thì Finn mới có thể bộc lộ được hết sức mạnh của bản thân. Khi anh trai đang bị hành sắp mặt, Finn đã dùng đến ma thuật cấp 2 của mình và triệu hồi được một bức tượng nữ thần khổng lồ với cánh bướm để có thể chữa trị được mọi vết thương cho anh trai của mình. Thậm chí là trước đó, khi Ren và Daily Sutter đang chuẩn bị lao vào nhau thì Finn đã giải phóng một lượng lớn ma thuật mà không cần dùng đến đũa phép của mình. Điều này đã gây được ấn tượng rất mạnh với đứa con thứ tư của Zero, khi mà hắn là một kẻ cực kỳ cao ngạo. Nhưng cũng phải khen ngợi lượng ma lực của Finn. Mặc dù là Finn không có một sức mạnh phép thuật tấn công nào, thế nhưng cậu lại có một sự thông minh đáng kinh ngạc, có thể vận dụng tốt sức mạnh của bản thân trong chiến đấu. Ví dụ như khi cùng với anh trai đối đầu với Doom thì Finn đã dùng năng lực hoán đổi vị trí để khiến cho gã này dính trực diện đòn tấn công của Ren. Hay như khi tìm cách mở cửa các thánh nhân vào lâu đài của Innocent Zero, cậu cũng đã dùng chính phép thuật này để đánh bại hai gã canh gác. Finn cũng có một sức chịu đựng rất tốt, thế nhưng cũng chỉ đủ để cậu có thể cầm cự trước những đối thủ mạnh để chờ đồng đội tới cứu mà thôi. Vậy nhưng có lẽ là sau khi sở hữu phép thuật chữa trị thì sức chịu đựng của cậu sẽ được gia tăng đáng kể đấy. Lemon Irvin. Đã đi qua những chiến binh mạnh mẽ rồi thì tiếp đây chúng ta hãy đến với cô gái duy nhất trong hội bạn của Max, Lemon aka Bé Chanh. Thực sự mà nói về sức mạnh thì Lemon không có một sức mạnh phép thuật nào đáng chú ý cả. Phần lớn mọi người sẽ nhớ đến Lemon là một nhân vật hài hước nhưng cực kỳ dũng cảm khi đối đầu với những kẻ mạnh nhất, thậm chí là quyền lực nhất để bảo vệ bạn bè, đặc biệt là chồng yêu Max. Thế nhưng sức mạnh phép thuật của Lemon là ràng buộc và nó cho phép cô nàng này bắt trói đối thủ nhờ một khóa xích phép thuật. Ngoài ra thì Lemon cũng có thể mở khóa cho bất kỳ đối tượng nào mà cô nàng này mong muốn một cách dễ dàng. Như khi Lemon mở khóa xích cho chó ba đầu Cerberus trong lúc bảo vệ Max ở trạm xá của Meliado. Ngoài ra thì Lemon còn có khả năng bẻ gãy tinh thần của người khác bằng sự dễ thương của mình. Mặc dù đôi lúc nó cũng không có tác dụng lắm, thế nhưng nếu dùng với Dot thì chắc là auto win rồi. Tom Knowles là đội trưởng của câu lạc bộ Dulo và MVP của mùa giải năm trước. Có thể nói Tom là một vận động viên cừ khôi trong bộ môn Dulo và khả năng cưỡi chổi của anh ta cũng rất tốt. Thế nhưng Tom không có bất kỳ một phân cảnh chiến đấu nào, vì thế mà chúng ta không biết rằng khi chiến đấu anh sẽ mạnh ra sao. Thế nhưng theo fandom thì Tom chỉ là một pháp sư với sức mạnh trung bình mà thôi. Chính vì thế có lẽ không có quá nhiều điều để nói về sức mạnh của Tom, ngoại trừ việc anh chàng này rất được các cô gái hâm mộ vì chơi Dulo cực kỳ hay. Những người bạn khác.
Mình sẽ tạm gọi đây là hội 500 anh chị em bại tướng của Mas, và có lẽ ba đại diện lớn nhất cho hội này sẽ lần lượt là Abel, Macaron và Abyss. Cả ba đều là những pháp sư cực kỳ hùng mạnh, khi mà Abel và Macaron là hội trưởng của hai nhà Lan và Oka, còn Abyss thì là một nhân vật sở hữu ma nhãn. Mas, mặc dù là đã từng đánh bại cả ba nhân vật này, thế nhưng đều là những trận đấu khá chày da chóc vẫy của Mas, khi mà đối thủ của cậu đều rất mạnh. Abel thì là một pháp sư hai vạch, thế nhưng được búp thêm sức mạnh từ Innocent Zero, vì thế mà cậu có thêm một vạch phép thuật nữa. Điều đó giúp cho sức mạnh phép thuật của Abel vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn nữa. Còn về Macaron, khi sử dụng đến hình dạng thật của mình thì anh có thể di chuyển với tốc độ của âm thanh, và Mas đã từng không thể bắt kịp được tốc độ của Macaron luôn đấy. Về phần Abyss thì sức mạnh phép thuật của cậu ta cho phép giới hạn tốc độ của đối thủ và chuyển tốc độ đó sang cho cậu ta. Từ đó Abyss sẽ luôn nhanh hơn đối thủ của mình khi họ ở trong phạm vi phép thuật của Abyss. Ngoài ra, ma nhãn còn giúp cho Abyss xóa bỏ phép thuật của đối phương, khiến cho kẻ bị nhìn bởi con mắt này sẽ không thể sử dụng phép thuật được nữa. Mặc dù cả ba đều rất mạnh và đều là những đối thủ khó nhằn, thế nhưng sau khi bị Mas đánh bại thì họ đều trở thành những người bạn thân thiết với nhau, đặc biệt là Abel và Abyss chơi khá thân với hội bạn của Mas. Ngoài ra còn có một số đối thủ khác nữa, nhưng vì họ đều không quá nổi bật nên mình sẽ không nhắc đến ở đây.